Có thể bạn chưa biết, Trấn Thành và Đào Bá Lộc có cùng sở thích chơi búp bê. Đào Bá Lộc là nam ca sĩ hot nhất showbiz Việt hai ngày qua khi công khai chuyện tình đồng tính với một nam MC kiêm danh hài nổi tiếng của showbiz Việt và xin được giấu tên. Ca sĩ họ Đào tiết lộ đó là mối tình thứ 14 và để lại cho anh rất nhiều cung bậc cảm xúc. Khi Đào Bá Lộc rút gan ruột kể lại chuyện tình cũ, rất nhiều khán giả đã phát hiện ra những điểm trùng hợp giữa nam chính ngôn tình trong câu chuyện với MC Trấn Thành. Chính vì vậy, Đào Bá Lộc và Trấn Thành trở thành từ khóa được đông đảo khán giả lùng sục trên mạng xã hội. Đặc biệt, khi tra thông tin của hai sao nam này, nhiều khán giả bất ngờ phát hiện giữa họ có một sở thích chung khá thú vị, đó là chơi búp bê. Theo lời kể của Đào Bá Lộc, sở thích chơi búp bê của anh chàng đã có từ lâu, từ khi lên lớp 8. Không mặc cảm khi sở thích này được cho là nữ tính, ngược lại nam ca sĩ sở hữu một bộ sưu tập búp bê khổng lồ. Trong số đó, rất nhiều búp bê có giá thành đắt đỏ được mua từ những thương hiệu sản xuất có tiếng. Không chỉ để ngắm, Đào Bá Lộc còn thường xuyên tự tay may đồ, chăm chút phụ kiện cho những cô nàng búp bê của mình. Đối với anh, đó cũng là một cách thư giãn nhằm giảm bớt những ưu phiền trong cuộc sống bề bộn. Không hẹn mà gặp, người tình tin đồn của nam ca sĩ họ Đào, MC Trấn Thành, cũng có sở thích chơi búp bê. Chính bà xã của nam MC, ca sĩ Harry Won đã tiết lộ thông tin này với giới truyền thông. Anh ấy là người thích chơi búp bê, con gái mới thích chơi búp bê còn anh ấy lại cực kỳ thích, bà xã Trấn Thành tiết lộ. Tuy nhiên, Trấn Thành không thích chơi búp bê thông thường mà chỉ thích chơi búp bê sống. Theo Harry Won, Trấn Thành luôn coi vợ và những người phụ nữ xung quanh giống như búp bê. Anh thích tự tay lựa chọn đồ cho bà xã mặc, sau đó quan sát, bình phẩm. Không chỉ thích chơi búp bê, Trấn Thành còn gây tranh cãi với sở thích mặc quần bó sát và đi giày đội đế cao ngất ngưởng. Tủ giày của Trấn Thành còn khủng hơn cả cô vợ Harry Won nổi tiếng. Danh hài Trấn Thành là fan ruột của những chiếc quần jean siêu ôm sát như thế này. Trấn Thành mặc quần skinny mọi lúc mọi nơi, nhiều người còn tỏ ra thán phục trước khả năng mặc quần bó của anh. Mặc kệ bị cư dân mạng nghi ngờ là MC trong chuyện ngôn tình của Đào Bá Lộc, vợ chồng Trấn Thành Harry Won vẫn vui vẻ đi ăn cùng nhau. Phía nam MC Danh Hải vẫn chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh Em Đẹp TV.